Thưa quý thầy cô chủ tọa đoàn ạ, kính thưa toàn thể quý thầy cô cùng quý vị anh chị bác sĩ và đồng nghiệp. Sau đây thì em xin phép được trình bày một trong những cái chủ đề liên quan đến điều trị bệnh nhân COPD, đó là những bệnh nhân mà có nhiều bệnh đường mắt. Những cái chủ đề này đã được nhắc đến trong cái phần báo cáo đầu tiên của hồ sơ Trần Văn Ngọc, nói đến cái việc mà khi mà chúng ta điều trị một cái bệnh nhân COPD thì chúng ta không chỉ điều trị bệnh COPD đơn thuần mà chúng ta phải điều trị bệnh nhân, tức là điều trị những cái vấn đề đường mắt vẫn đi kèm với bệnh nhân COPD. Thì đây là một trong những thách thức trên ngành lâm sàng mà vẫn còn nhiều người hướng nghiên cứu trong tương lai mà đang được đặt ra để làm sao cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COPD. Về tổng quan mà nói thì về bệnh COPD và bệnh mắt thì các cái giả thuyết hiện nay thì đã thừa nhận rằng COPD nó là một cái bệnh lý đa cơ quan phức tạp, vì vậy thường tồn tại với những cái bệnh đường mắt. Ví dụ như hơn 90% những bệnh nhân COPD là có ít nhất một cái bệnh đường mắt. Nó nói đến cái việc mà COPD bây giờ nó không còn coi là một cái bệnh lý hốt đơn thuần nữa, mà nó còn coi là một cái bệnh lý đa cơ quan. Và những cái bệnh đường mắt phổ biến ở đây bao gồm những bệnh đường mắt như là tim mạch, rối loạn chuyển hóa, ung thư phổi, giãn phế quản, những cái rối loạn giấc ngủ. Và khi bệnh nhân có những cái bệnh đường mắt này thì nó sẽ làm tiên lượng của bệnh nhân xấu hơn, suy giảm chất lượng cuộc sống và những cái tiền lệ thì nó đương nhiên là sẽ cao hơn. Nói về cái mối liên kết giữa COPD và đường mắt thì người ta thấy rằng là có hai cái mối liên kết rõ rệt nhất. Đầu tiên đó là những cái mối liên kết liên quan đến yếu tố nguy cơ chung trùng lắp về tuổi chẳng hạn, liên quan tình trạng tuổi cao, hạn chế vận động, rồi tình trạng hút thuốc lá. Ở những bệnh nhân hút thuốc nó sẽ là một cái yếu tố nguy cơ chung đối với nhiều bệnh đường mắt khác nhau, cũng như là cái tình trạng stress oxy hóa gặp trong bệnh nhân COPD. Bên cạnh đó còn một mối liên kết nữa, đó là cái tình trạng là viêm hệ thống, nó biểu hiện bằng cái việc đó là những cái cytokine hay interleukin rồi những yếu tố CRP hay yếu tố TNF alpha nó xuất hiện tăng cái nồng độ trong huyết thanh, mà không chỉ ở của huyết thanh nữa. Và trong cái can thiệp để mà giảm tử vong ở bệnh nhân COPD thì chúng thấy rằng là rõ ràng bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng cái thuốc không ngăn ngừa bệnh tiến triển, phục hồi chức năng hấp, giảm phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ, thì một trong những yếu tố rất quan trọng là chúng ta quản lý những bệnh đường mắt sau khi được chẩn đoán, và đặc biệt là sau khi được cấp bệnh nhân xuất viện. Bên cạnh đó thì gần đây cái nghiên cứu gần đây đưa rằng là các liệu pháp hít điều trị căn bản nền trong COPD nó cũng có thể làm giảm tử vong ở những bệnh nhân COPD do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên đó là bệnh COPD và các bệnh lý tim mạch, thì có thấy rằng là những cái bệnh nhân bệnh tuổi tăng nhanh mãn tính thì có cái tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn là những bệnh nhân thông thường. Và ở đây một điều rất là đặc biệt đó là các cái bệnh nhân COPD thì cái tỷ lệ tử vong do bệnh nhân tim mạch với bệnh lý tim mạch nó liên quan đến bệnh lại cao hơn là những tỷ lệ tử vong liên quan đến cái bệnh lý triệu chứng về suy hấp. Và khi bệnh nhân có hai cái bệnh lý đường mắt này sẽ dẫn tình trạng bệnh nhân khó thở như là kém chức năng, tình trạng kháng sức, từ đó dẫn đến tăng tỷ lệ viện. Các bệnh phổ biến về tim mạch bệnh nhân COPD hay gặp là những bệnh lý về bệnh lý tim mạch cục bộ, các rối loạn nhịp tim, tim tăng huyết áp. Các cái yếu tố nguy cơ chung như là hút thuốc, giảm vận động đã được chỉ ra nó sẽ là những yếu tố liên quan dẫn đến việc xuất hiện đồng thời của COPD và các bệnh lý tim mạch. Bên cạnh đó, yếu tố khác liên quan đến cái việc mà tăng có mức do tình trạng khí thúc dẫn đến thay đổi áp suất trong lồng ngực, rồi tăng áp phổi, tình trạng thiếu oxy máu, stress oxy hóa, và đương nhiên trong đó nó có tình trạng mà cái đáp ứng viêm toàn thân bởi cái việc mà các cái cytokine gây viêm lưu hành trong huyết thanh dẫn đến tăng cái việc hình thành và vỡ cái mạng sơ vữa, tăng lượng sơ cứng của động mạch kết thúc của cầu. Và trong đường cấp tính thì thấy rằng là một trong cái thời điểm mà bệnh nhân dễ mắc cái bệnh đường mắt về tim mạch nhất, cái biến cố về tim mạch nhất đó là trong những đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và khi bệnh nhân có những đợt cấp đấy thì bệnh nhân sẽ bị biến cố tim mạch hơn, cũng như là tăng cái nguy cơ nhồi máu cơ tim. Và ở trong các đợt cấp thì thấy rằng những cái marker về tim mạch như là NT-proBNP hay là troponin T chẳng hạn thì nó cũng là những cái yếu tố nguy cơ để dự đoán tỷ lệ tử vong, cũng như là dự đoán cái tiên lượng và thời gian nằm viện của bệnh nhân. Đây là một cái nghiên cứu mới, tương đối mới, là nghiên cứu impact trên một cái quần thể nghiên cứu bệnh nhân rất là lớn, khoảng 10.000 bệnh nhân. Thì ở cái nghiên cứu này thì thấy rằng là phần lớn những bệnh nhân, trên 70% những bệnh nhân ở tất cả những cái nhánh khác nhau thì chúng ta thấy là có ít nhất là một cái yếu tố nguy cơ về tim mạch. Điều này nó nói lên rằng là cái bệnh lý tim mạch rất phổ biến ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và trong cái nghiên cứu này khi người ta thấy rằng là đưa ra những cái giải pháp để điều trị bệnh nhân thì một trong những cái kết quả đạt được đó là khi chúng ta sử dụng những cái liệu pháp điều trị duy trì COPD bằng cái liệu pháp của 3 thì nó sẽ làm giảm những cái tử vong do mọi nguyên nhân
so với việc mà chúng ta chỉ sử dụng những liệu pháp giảm tế bào phế quản kép với LABA và LAMA thông thường thôi, và cái tỷ lệ tử vong nó sẽ giảm được là 28% so với cái nhóm mà chỉ sử dụng LABA và LAMA thông thường. Ở đây thì khi mà nói về những tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân khác nhau thì thấy rằng là hai cái nguyên nhân chính chúng ta quan tâm nhất đó là nguyên nhân về tim mạch và hô hấp. Thì rõ ràng là ở những cái bệnh nhân mà thuộc những cái nhóm mà nước không phải châu Á thì cái biến cố của cái tim mạch nó cao hơn rõ rệt. Và khi mà chúng ta sử dụng cái bộ ba ketone, vincristine và vinaterol thì nó sẽ giảm tử vong trên cả nguyên nhân cũng như là nguyên nhân tử vong do nguyên tim mạch so với cái việc chúng ta sử dụng cái bộ ba là LABA và LAMA đơn thuần thôi. Bên cạnh đó thì một trong những yếu tố mà chúng ta vừa nhắc đến đó là cái việc mà làm sao mà có thể giảm được đợt cấp của nhân COPD, vì đợt cấp là một trong những yếu tố nguy cơ làm gia tăng cái tỷ lệ mà biến cố tim mạch cũng như là tử vong do nguyên nhân tim mạch. Thì cái việc mà chúng ta điều trị liệu pháp bộ ba thì cũng sẽ làm giảm được những tỷ lệ đợt cấp trung bình và nặng hàng năm so với cái việc mà chỉ sử dụng LABA và LAMA đơn thuần, bằng việc là thêm ICS vào trong liệu pháp điều trị thì sẽ làm giảm được 25% các cái tỷ lệ đợt cấp trung bình và nặng hàng năm ở những bệnh nhân COPD. Và cuối cùng đó là các cái đợt cấp nhập viện thì sao? Thì ở cái nghiên cứu này cũng chỉ ra những nghiên cứu quan trọng. Thì trong cái bài trình bày của phó sư Ngọc cũng như là của Thành Thành thấy rằng là các cái đợt cấp nhập viện là một trong những thời điểm mà bệnh nhân dễ xuất hiện những biến cố nhất. Thậm chí ngay khi bệnh nhân đã xuất hiện rồi, trong thời gian một năm sau đó, nếu bệnh nhân có cái tiền sử đợt cấp nhập viện thì cũng là những đối tượng nguy cơ cao mà có thể dẫn đến biến cố về tim mạch. Cái việc mà điều trị bộ ba so với cái liệu pháp kép thông thường thì nó sẽ làm giảm cái tiền sử mà đợt cấp phải nhập viện ở các bệnh nhân mà COPD. Như vậy thì đối với những điều trị khác liên quan đến bệnh lý tim mạch thì sao? Đầu tiên là về thuốc chạy beta thì tôi thấy rằng là nếu bệnh nhân có một cái bệnh lý tim mạch mà cần có chỉ định dùng thuốc chạy beta thì cái quan điểm trước đây người ta thường là e ngại khi mà dùng thuốc chạy beta. Tuy nhiên thấy rằng là những thuốc chạy beta một chọn lọc thì nó có tác dụng cải thiện chức năng tim cũng như là giảm tỷ lệ tử vong ở các cái bệnh nhân mà COPD có đồng mắc tim mạch. Các thuốc chống hút tập tụ cầu có thể làm giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân COPD mà đã phải nhập viện cho đợt cấp, có những bệnh lý nền tim mạch, đặc biệt là những bệnh lý liên quan đến mạch vành. Các cái thuốc về statin thì gần đây người ta thấy rằng là trong một số những nghiên cứu về quan sát thì người ta cũng so thấy là những cái nhóm statin có thể làm giảm được cái tình trạng oxy hóa và chống viêm, và từ đó nó sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ cấp. Các thuốc ức chế men chuyển, ức chế cơ thể thì cũng đã được chứng minh nó sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong và các đợt cấp nghiêm trọng, và đôi khi nó còn có thể làm giảm được tiến triển khi phế tụ thông qua cái việc ức chế tín hiệu TGF-beta. Một cái bệnh lý thứ hai người ta cũng thường nói đến, mà một trong những cái điều mà chúng ta rất hay e dè ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là với những cái bác sĩ chuyên hô hấp, đó là COPD và ung thư phổi. Thì thấy rằng là ung thư phổi là một trong những cái loại ung thư mà có tỷ lệ vong cao nhất, với cái tỷ lệ số ca hàng năm là 6 triệu ca hàng năm. Và cái điểm mà chúng ta cần lưu tâm đó là ung thư phổi và COPD thì nó sẽ chia sẻ yếu tố nguy cơ chung với nhau, đặc biệt là yếu tố liên quan đến thuốc lá và hơi nhiễm nhiều. Còn đối với những cái bệnh nhân mà ung thư phổi có mắc kèm COPD thì rõ ràng là những bệnh nhân này cái tiên lượng sống của bệnh nhân sẽ xấu hơn. Đặc biệt nếu bệnh nhân mà cần phẫu thuật thì rõ ràng cái nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật nó sẽ tồi hơn là những bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thông thường, cũng như là giảm tỷ lệ sống còn của bệnh nhân. Các cái liên kết giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ung thư phổi thì bên cạnh những cái việc mà chúng ta thấy rằng hai cái bệnh này nó chia sẻ chung các yếu tố nguy cơ, thì rõ ràng là có một cái tình trạng viêm mãn tính trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho sự phát triển và tiến triển của những tế bào ung thư. Bên cạnh đấy thì những nghiên cứu về biến đổi gen thì đã xác định được nhiều cái vùng nhiễm sắc thể và những cái biến đổi gen chung cùng tồn tại giữa COPD và bệnh lý ung thư phổi. Rồi trong đó có cả những cái bất thường liên quan đến việc mà sửa chữa DNA và biểu hiện của những mini RNA trong ở bệnh nhân COPD làm tăng cái nguy cơ ung thư phổi ở những bệnh nhân này. Vậy thì làm thế nào mà chúng ta có thể cải thiện được cái tỷ lệ tử vong liên quan đến COPD và ung thư phổi? Thì một trong những cái liệu pháp, cái chương trình mà đã được chứng minh cho phép giảm cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân ung thư phổi trên bệnh nhân COPD đó là việc chúng ta sàng lọc COPD độ thấp để phát hiện ung thư phổi và giai đoạn sớm. Thì với những lợi ích của những việc sàng lọc này, đặc biệt nó sẽ được tiến hành cho những người có nguy cơ cao, và khuyến cáo là sàng lọc thường xuyên cho những người mà có tiền sử dụng thuốc lá nặng. Thì gần đây nhất vào năm 2024 thì cái Hiệp hội Lồng ngực của Hoa Kỳ người ta cũng đã đưa ra một cái khuyến cáo mới nhất liên quan đến việc mà sàng lọc ung thư phổi bằng CT luồng thấp cho những cái bệnh nhân mà từ 50 đến 80 tuổi đang có cái tiền sử đang uống thuốc hoặc đã có tiền sử uống thuốc trên 23 một năm với cái CT luồng thấp và hàng năm để từ đó giảm được cái tỷ lệ mà phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn.
Một cái bệnh lý tiếp theo mà gần đây chúng ta nói đến rất nhiều đó là hội chứng thừa kinh ngủ, đúng không ạ? Thì ở bệnh nhân COPD thì người ta thấy rằng là hội chứng thừa kinh ngủ của COPD nó là một trong những yếu tố là làm nặng thêm cái tỷ lệ tử vong và gia tăng những cái biến cố ở các bệnh nhân bị phổi mãn tính. Thì rõ ràng chúng ta thấy là ở những cái bệnh nhân có bệnh phổi mãn tính ấy, thì các cái triệu chứng hô hấp mãn tính như là ho, khó thở thì nó sẽ gây gián đoạn cái giấc ngủ của bệnh nhân vào ban đêm, đúng không? Từ đó làm cho cái giấc ngủ của bệnh nhân phân mảnh, tăng cái hiện tượng kích thích vào ban đêm cũng như là giảm những cái thời gian ngủ sâu REM và non REM. Vậy vì vậy những cái bệnh nhân mà COPD nói riêng và những cái bệnh nhân mà có cái bệnh hô hấp mãn tính nói chung thì thường là sẽ phàn nàn nhiều giấc ngủ. Thậm chí có những người mà người ta tìm đến sử dụng thuốc an thần, một cái liệu pháp không an toàn với những bệnh nhân này. Kèm theo đó là những cái bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó sẽ có cái tình trạng giảm oxy máu sâu nhất vào ban đêm. Khi mà có cái bệnh lý kèm theo là ngừng thở khi ngủ thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là những cái tiên lượng của bệnh nhân sẽ xấu hơn. Bên cạnh đó thì cái tình trạng tăng CO2 máu và tăng áp phổi thì ở những bệnh nhân mà COPD có kèm theo ngừng thở khi ngủ thì một trong những đặc điểm để thấy phát hiện sớm là cái tình trạng mà tăng áp phổi xuất hiện rất sớm ở những bệnh nhân này so với những bệnh nhân mà chỉ có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đơn thuần mà thôi. Và những cái thông số mà để chúng ta có thể sàng lọc được về cái việc đó là phát hiện chứng ngừng thở của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó là cái hiệu quả rất ngủ thấp dựa vào sàng lọc cái đo cái độ bão hòa oxy máu khi ngủ chấm những thang điểm ép buốt như là đo đặc tính giấc ngủ và đo đặc tính hô hấp. Cái tần suất ở về cái hội chứng này ở thì nó sẽ dao động thì có khoảng 15% bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có đồng mắc với ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn. Trong những cái bệnh ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn thì tỷ lệ COPD nó là 76%, tương đương với đó là cái nhóm mà tắc nghẽn mức độ rất nặng thì cái tỷ lệ mà OSA nó lên tới 43%. Ở trong nghiên cứu này người ta thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà có hội chứng trùng lắp giữa COPD và ngừng thở khi ngủ thì rõ ràng là cái nguy cơ dung nhĩ của bệnh nhân là cao hơn rõ rệt và có nghĩa thống kê so với cái nhóm mà chỉ có một trong hai bệnh, tức là chỉ có ngừng thở khi ngủ hoặc là COPD thôi. Thì đây là một trong những cái bệnh lý mà dẫn đến những cái biến cố về tim mạch rất nghiêm trọng như là nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Vậy thì để chẩn đoán thì cái chỉ số AHI cũng là một trong những thông số rất quan trọng. Để mà chúng ta có được cái chỉ số AHI, tức là cái chỉ số ngưng giảm thở trung bình, thì chúng ta cần phải đo đạc tính giấc ngủ vào ban đêm, từ đó có cái chẩn đoán xác định về cái hội chứng ngưng thở ở bệnh nhân COPD. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể phát hiện những cái tình trạng giảm oxy máu, tình trạng tăng CO2 máu cũng như là tăng áp phổi nó không tương xứng với một cái bệnh cảnh đơn thuần của COPD của bệnh nhân, từ đó đưa ra một cái gợi ý để chẩn đoán hội chứng trùng lắp giữa ngưng thở khi ngủ và COPD. Các cái liệu pháp hiện nay khi mà điều trị thì chúng thấy rằng là có ba cái liệu pháp chính, tức là thở oxy vào ban đêm, thở CPAP và thở BiPAP. Thì cái thở CPAP thì vẫn là những ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên đối với những cái bệnh nhân mà đã có tăng CO2 máu hoặc là có cái tình trạng CO2 mãn tính rồi thì lúc này bệnh nhân cần phải được chỉ định thở BiPAP, tức là thở áp lực dương ở hai mức áp lực khác nhau. Về thở oxy ban đêm thì cái việc mà chúng ta thở oxy ban đêm thì nó sẽ cho phép là cải thiện cái nồng độ về bão hòa oxy máu cũng như là giảm được cái áp lực của mạch phổi. Tuy nhiên thì nó sẽ không giải quyết được cái tình trạng tăng CO2 máu của bệnh nhân và không cải thiện được cái chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân. Thì đây là cái biểu đồ mà chúng thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà COPD có trùng lốc với cả hội chứng ngừng thở khi ngủ, khi mà được điều trị bằng CPAP theo cái đường biểu diễn màu đen thì cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân cao hơn rõ rệt so với cái nhóm bệnh nhân là đã được chẩn đoán được mắc rồi nhưng mà không được điều trị bằng CPAP. Bên cạnh đấy thì cái việc mà thở CPAP không chỉ làm giảm cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân có hai cái bệnh lý này mà nó còn làm giảm được những cái tỷ lệ xuất hiện đột cấp nhân trong tương lai. Cũng trong cái hình một chúng ta thấy là những cái bệnh nhân mà có hội chứng trùng lắp mà không điều trị CPAP thì có cái tỷ lệ đột cấp nó sẽ cao hơn so với những bệnh nhân mà được thở CPAP. Một cái bệnh lý tiếp theo chúng ta cũng cần nói đến đó là giãn phế quản của bệnh nhân bệnh các bạn tính. Thì đây là một cái tình trạng chúng thấy rằng là nó rất phổ biến ở các cái bệnh nhân COPD, nó có thể tỷ lệ có thể lên đến 5-7% ở những cái bệnh nhân này. Các triệu chứng thì nhìn chung nó cũng tương đối tương đồng với cả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, như bệnh nhân có các triệu chứng về khó thở, ho khạc đờm mãn tính, tắc nghẽn luồng khí thở, thậm chí là có cái nhiễm trùng tái diễn nhiều lần. Các cái bệnh nhân mà có giãn phế quản cùng với COPD là những cái bệnh nhân mà được đặt nội khí quản có thể sẽ phải kéo dài cái thời gian nằm viện hơn và cái thời gian thở máy cũng tăng hơn. Và từ đó tăng cái nguy cơ nhiễm trùng tiểu viện rồi tăng nguy cơ viêm phổi thở máy và cái tiên lượng nhìn chung là kém hơn so với những bệnh nhân mà chỉ có COPD đơn thuần. Cái tỷ lệ tử vong trong vòng 48 tháng nó có thể lên tới 28,5%. Các cái bệnh nhân này thì thường là bao giờ nó
có cái mức độ là rối loạn thần kinh tắc nghẽn cố định và nhìn chung là sẽ dẫn đến cái tiên lượng kém. Ở trong nghiên cứu này thì một cái phân tích gộp về tổng hợp nhiều nghiên cứu khác nhau thì người ta cũng thấy rằng là ở các cái bệnh nhân mà có hội chứng đồng mạch giữa SUVD cộng thêm với dạng phế quản thì cái tỷ lệ mà tử vong của bệnh nhân nó sẽ tăng lên cao gấp gần 2 lần so với những bệnh nhân mà có bệnh lý SUVD thông thường. Đấy, đây là một nghiên cứu tương tự cũng như vậy. Thì khi mà chúng ta so sánh giữa những cái bệnh nhân mà dạng phế quản ở nhiều kiểu hình khác nhau như là bệnh nhân dạng phế quản đơn thuần, rồi bệnh nhân mà dạng phế quản trong cái bệnh lý mô liên kết, bệnh lý viêm khớp dạng thấp và dạng phế quản của những bệnh nhân SUVD là cái hình cuối cùng là hình màu ghi đây. Thì những cái bệnh nhân mà cái nhóm mà dạng phế quản mà có cùng với SUVD là cái nhóm mà có cái tỷ lệ mà tử vong cao nhất. Vậy thì để mà chẩn đoán được thì chúng thấy rằng là sẽ phải dựa vào những cái yếu tố. Thứ nhất đó là cái tiền sử phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ, có một cái tình trạng rối loạn thông khí tắc nghẽn cố định và đặc biệt đó là phải dựa vào cái hình ảnh chụp và CT lớp mặt độ phân giải cao. Bên cạnh đó cái việc mà chúng ta nuôi cấy đờm cấy những cái dịch tiết đường hô hấp thì nó sẽ khi mà phát hiện ra những cái vi khuẩn cư trú như trường khuẩn màu xanh chẳng hạn thì nó cũng sẽ dự báo cái mức độ suy giảm về FEV1 cũng như là cái nguy cơ đợt cấp trong tương lai. Và một cái yếu tố nữa cũng rất quan trọng đó là sàng lọc cái việc mà nhiễm vi khuẩn lao điển hình và không điển hình ở các cái bệnh nhân dạng phế quản nói chung cũng như là những cái bệnh nhân mà dạng phế quản trên bệnh nhân SUVD. Đây là hình ảnh điển hình của cái hình ảnh chụp các lớp vi tính chuẩn đoán dạng phế quản ở những bệnh nhân SUVD. Thì bên cạnh những cái hình ảnh mà dạng phế quản tức là lòng phế quản giãn rộng tăng cái kích thước so với cả cái mạch máu đi kèm thường là hình trụ và phân bố giải rác là hai phổ. Trong bệnh nhân SUVD thì chúng ta sẽ gặp thêm những hình ảnh mà dạng phế nang trong hình ảnh trung tâm tiểu thủy nữa thì là những hình ảnh thường gặp ở các cái bệnh nhân mà có đồng mắc hai bệnh lý này. Và điều trị nhìn chung thì việc điều trị các bệnh lý mà dạng phế quản kết hợp với SUVD thì đầu tiên người ta vẫn đề cao đến vai trò của những thuốc dạng phế quản điều trị nền như là LABA, LAMA rồi các liệu pháp điều trị làm loãng đờm và đặc biệt là phục hồi chức năng hô hấp, các cái điều trị về các cái thuốc macrolide kéo dài hay là sử dụng những thuốc khí dung kháng sinh thì bước đầu cho thấy những cái tác dụng trên một nhóm bệnh nhân cụ thể. Tuy nhiên thì cũng cần nhiều cái nghiên cứu và những dữ liệu trong tương lai để đưa ra được một cái kết quả chính thức trên một cái tổng thể bệnh nhân về dạng phế quản và SUVD. Và cuối cùng đó là cái bệnh lý mà COPD và hội chứng chuyển hóa thì chúng ta thấy rằng là ở các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đến gần 1/3 bệnh nhân là có một hoặc nhiều cái dấu hiệu của hội chứng chuyển hóa bao gồm cái dấu hiệu như là béo bụng, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và tăng đường huyết. Thì ở những bệnh nhân mà có cái tình trạng này thì bệnh nhân sẽ có xu hướng là tiên lượng kém hơn. Bệnh nhân đây thường là nữ giới đúng không ạ? Và có cái chỉ số BMI cao và cái chỉ số FEV1 cao hơn những bệnh nhân mà không mắc chứng chuyển hóa. Thì đây là cũng là một cái điểm mà nó tương đối là nghe qua thì có vẻ là hơi bất thường. Mà thực ra thì các nghiên cứu người ta chứng minh rằng là ở những cái bệnh nhân mà SUVD liên quan đến cái giai đoạn chuyển hóa này thì bệnh nhân sẽ thường tử vong ở cái giai đoạn rất là sớm do những biến cố về tim mạch. Chính vì vậy những cái bệnh nhân mà SUVD ở giai đoạn rối loạn chuyển hóa thường sẽ ít gặp những người mà người ta có cái tình trạng mà rối loạn thần kinh tắc nghẽn ở cái giai đoạn muộn. Các cái yếu tố những cái mối liên kết giữa hai cái bệnh lý này thì bao gồm cái việc mà hút thuốc rồi tình trạng mà suy giảm chức năng phổi dẫn đến cái tình trạng giảm được thể chất của bệnh nhân cũng như là tình trạng stress oxy hóa và cái việc mà gia tăng cytokine gây viêm ngay cả huyết thanh cũng như đường thở thì dẫn đến cái tình trạng thúc đẩy đề kháng lại SUVD. Bên cạnh đó một trong những yếu tố nữa đó là cái việc mà chúng ta thử điều trị không phù hợp. Bệnh nhân thường có những đợt cấp và phải sử dụng corticoid toàn thân thì cũng là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến mắc những bệnh chứng chuyển hóa ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Về điều trị những cái bệnh hội chứng rối loạn chuyển hóa ở đây thì metformin nó vẫn là một lựa chọn hàng đầu cho những bệnh nhân mà đái tháo đường type 2 vì nó vừa có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Những cái chất như là rofinilat thì nó cũng có đã được chứng minh là giảm cái tình trạng mà đề kháng insulin cũng như là giảm khối lượng mỡ. Một số những chất chống oxy hóa khác như là resveratrol hoặc là polyphenol thì nó có thể có được hữu ích trong một số nghiên cứu ở những bệnh nhân SUVD và rối loạn chuyển hóa. Và cái phương pháp quan trọng nhất cũng rất là quan trọng không chỉ đối với những bệnh nhân SUVD, đặc biệt là khi người ta đã có những rối loạn chuyển hóa rồi thì đó là cái việc mà chúng ta tập hồi phục hồi chức năng hô hấp, duy trì những hoạt động thể lực là rất quan trọng trong việc mà tiên lượng bệnh nhân. Đây là slide cuối cùng để tổng kết lại những cái hội chứng và những bệnh lý đồng mắc ở bệnh nhân SUVD. Chúng thấy rằng là có những bệnh lý liên quan đến giấc ngủ, bệnh lý về ung thư phổi, các bệnh lý về tim mạch, dạng phế quản và những cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Và để kết luận lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn
là những bệnh nhân mà thường có nhiều bệnh đường mắt. Và khi có những bệnh đường mắt này rồi thì sẽ dẫn đến tình trạng tiêu lượng xấu và cái điều trị gặp khó khăn. Để mà có thể điều trị tốt thì chúng ta cần có một cách tiếp cận toàn diện cũng như là cá thể hóa điều trị trong điều trị của tắc nghẽn mãn tính để có thể phát hiện và điều trị hiệu quả các bệnh mắt. Và xin cảm ơn.